Chú Cường lấy ông đây gọi cho anh thẻ mấy cây chú Cường à? Chú Cường ơi, chú Cường, có phải đưa lên cho bác thẻ mấy cây? Bắt đầu chú xem là chỗ nào điểm nào cắt ghép đâu hợp nào. Nói thật sự sự như Việt Nam mình ghép cái này bên nước ngoài người ta nhìn thấy người ta gọi là cũ. Làm có chuyện được ghép được thân như này nhỉ. Lần đầu tiên gặp. Ui giời. Đấy. Đây mới là mắt này, còn cái kia gọi là không phải mắt, gọi là buộc vào thôi. Đây mình còn nó gọi là mắt. Mắt đàng hoàng. Ghép cái này tưởng là thân cái cây này mọc ra đấy. Bình thường mà không phát hiện ra được. Rồi, trong thân bảo là mắt của thân đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi. Đóng cái cổ vào thôi, nó không vào cổ. Cái gì? Hả? Bố đi cởi chân. Ui giời, nắng nôi này, cho anh cởi ra cho mát. Như này chú tỷ lệ được 50-50 hay là 90% đấy nhỉ? Gần như 100%. Vì mình rút ở trong sâu này nó như này là gần như là kín mít hết rồi, không mất nước. Cháu xem ghép rất là nhiều loại cây rồi nhưng lần đầu tiên là thấy ghép mắt thân như này đấy. Ghép mắt thân chìm. Lấy cái khác nó vẫn được nhỉ, vẫn kéo nó cho nhỏ vẫn được. Lần trước ghép rồi nên là lỡ rồi, đéo có người chụp kín, đéo người chứ không thế này này. Ủa kìa, phải ra kia cơ, mà phải co lên không nó xít mẹ mầm ấy. Bác nhìn là mắt phải là mắt ngủ, phải mắt hoa. Chứ mắt hoa mà như thế này là không nở được, không bật mầm được. Cái nhỏ này thôi. Bóng lèo không? Bóng lèo không sợ, một tí buổi chiều vậy mà. Tay nó chọa thẳng lên lèo gì? Có cây đằng kia không sợ. Một tí buổi chiều thì sợ gì bóng. Lên được hết.
gần coi nhà điên đấy là sát với cả đằng sau nó sát đây, thì cách chéo này mà tây có ngập thoải mái. Sao bám bên kia cầu khó à? Như anh Cường vừa bảo là cái mắt này ghép vào cành đa nó sống thật hay không đúng hả chú? Sống làm sao được, trêu. Ừ, thế nói to thế. Anh Cường bảo là anh sợ nhỉ. Tự nhiên ngồi đang xem này thì niệm thần chú bảo là ghép mắt vào cây đá. À, hỏi đây là gốc đào hay là gốc gì mà gốc cây đa à? Ông mà không để con cháu nhìn thế này sau này làm gì có ai này biết ghép nữa. Rồi. Tôi đây giả bữa rượu nha. Vâng. Đã mua rau má chưa? Rau má khắp thành phố đâu có, nhìn đâu có thì. Và Thanh Hóa. Rõ rạng. Có mắc đâu rau má. Nó bị vùng đâu ra đâu má, cái mùa này đâu má đâu ra. Và Thanh Hóa có cái đầy. Rồi. Mẹ. Rồi thì ta phải điện là đi trong má đâu má đâu ra. Không có. Đang ghép mà bích này. Cây này hoa nở bung đẹp đúng lúc, cây này chơi tầm mùng 1 Tết nở đúng tầm này, skin set vẫn đúng vẫn nhai, nó không bị tàn được, hoa sao tàn được. Để xem mà chú ghép cái pha mà ghép mát thân mới đẳng cấp. Ruộng về bùng lúc hai bên luôn. Và cho phân tán cho đẹp.
Bên này ghép được mấy ngày rồi, đã bật mầm rồi đấy chú ơi. Chục ngày mà đã bật hết mắt rồi nhỉ.